Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Nhan Gia Bảo, Lê Vũ Minh Hoàng và Đinh Hoàng Long Bảo đều trú tại thành phố Nha Trang để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó vào tối ngày 5 tháng 9, 3 đối tượng đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê ở khu đô thị Vĩnh Điểm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang thì xảy ra mâu thuẫn với một cặp nam nữ đang cùng uống cà phê tại đây. Sau khi cả nhóm quay về đến phường Vạn Thắng thì Gia Bảo rủ Long Bảo cùng quay lại quán để chém cặp nam nữ mâu thuẫn với mình. Các đối tượng mang theo 2 cây dao quay lại quán rồi xông đến chỗ cặp nam nữ đang ngồi chém nhiều nhát vào người, sau đó bỏ chạy ra ngoài để Hoàng chở đi trốn. 2 nạn nhân bị nhiều vết thương ở tay chân và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tiến hành truy xét, Công an thành phố Nha Trang đã bắt được các đối tượng gây án.